Gọi lòng người hay yêu mến rừng xanh, rừng thiêng ơi mà đã ơi. Buổi sáng ở đây trong lành lắm các bạn, không khí rất là mát mẻ, thoải mái. Tối qua thì mình ngủ khá là ngon, tại vì chắc nguyên ngày đi mệt quá. Ở đây thì có khá là nhiều côn trùng, nên nếu là đối với các bạn mà thích thiên nhiên hay là không ngại cái việc đó thì không sao. Nhưng mà có một vài bạn có vẻ là sợ côn trùng thì nên cân nhắc. Bây giờ chắc mình sẽ ra gặp mọi người ăn sáng, uống uống nước, uống cà phê thì uống, mình kia không uống cà phê. Chúc các bạn ngày mới tốt lành, vui vẻ, nhiều sức khỏe. Chào các bạn, bây giờ mình sẽ uống cà phê ngay tại vị trí này. Cái view khá là đẹp, view khá là đẹp. Thì các bạn của mình đang, đang chuẩn bị cà phê trong kia, chuẩn bị ra. Thì đây, các bạn thấy đó, rất là đẹp. Thì nếu mà sáng sớm có một cái chỗ để uống cà phê như thế này, thì mình nghĩ rất là tuyệt vời. Một lát nữa thì chủ đảo sẽ dẫn tụi mình đi đến một cái khu du lịch riêng của ông nữa. Thì chút xíu nữa mình sẽ làm review tiếp cho các bạn nhé. Sau khi uống cà phê xong rồi thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng các khu vực khác. Nếu mà có may mắn gặp được chủ đảo á, thì mình sẽ hỏi thêm nhiều thông tin về khu vực này để cho các bạn có thêm thông tin cần thiết. Nếu mà cần đi du lịch thì các bạn có thể tham khảo thông tin nhé. Giờ các bạn mình dẫn các bạn đi nha. Chăm ơi, em thấy chụp hình chị chụp hình đẹp lắm luôn á. Em không biết là chị chụp hình bằng gì đẹp dữ vậy chị. Sao cười như vậy? Chị chụp hình bằng gì vậy? Chị Chăm mình chụp hình đẹp lắm nha các bạn. Lên hình trên Facebook là thấy tới cái lông nheo luôn á các bạn. Nha. Đó, mà giờ bây giờ hỏi bí quyết chị không trả lời. Thôi thì để mình điều tra, mình sẽ trả lời các bạn sau nha. Chỉ cười không mà chị không trả lời mình. Trước mắt các bạn á là nhà của chủ đảo. Bây giờ mình sẽ đi vô đây kiếm chủ đảo để phỏng vấn một vài câu nha. Chúng ta cùng đi vào nè. Let's go. Phía sau mình nè các bạn, mình thấy là có một cái dãy gồm rất là nhiều phòng khá là to đó.
Thì theo mình là khu vực này mình có thể ở team building hoặc là ở theo nhóm. Cái chỗ mình ở á thì chỉ có 2 người thôi à. Nên ví dụ như những cái nhóm nào mà mình đi đông á, mình có thể ở khu vực này. Hiện tại á thì trời á thì khá là nắng. Nhưng mà ở khu vực này mình thấy khá là mát, tại vì xung quanh đây cây cối rất là nhiều. Rất là thoải mái mọi người. Thì bây giờ mình vô trong cái nhà hồi nãy kiếm chú Đảo á thì không gặp ông. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng xung quanh khu vực này xem mà có gặp được ông ta hay không nhá. Thì thôi là các bạn. Rồi các bạn ơi, mình phát hiện ra được anh chủ đảo rồi. Mình sẽ phỏng vấn chậu gạo anh chủ đảo vài câu nha các bạn. Let's go, đi cùng mình nào. Em chào anh. Hello anh. Anh chủ đảo là anh Cao Minh nha các bạn. Bây giờ mình xin phép hỏi anh Cao Minh vài câu. Thì anh Minh ơi, cho em hỏi là cái khu vực của mình là thành lập được bao lâu rồi anh? Sáu cái đảo này thì anh mua nay được 18 năm, hơn 19 năm. Nhưng mà anh chưa đụng đến nó thì nó đẹp quá. Mình không dám đụng. Mình để cho nó tự nhiên. Để cho tự nhiên. Còn khu đất liền thì anh mua đất nhiều hơn. Nhưng anh lại làm du lịch trước. Rồi anh... Tổng diện tích khu vực này mà mình khai thác được bao nhiêu anh? Bây giờ anh mới có làm một cái đảo lớn thôi. Còn mấy cái đảo nhỏ thì anh muốn giữ trở lại. Tại vì trong cái đảo nhỏ đó nó có cây rừng còn lại. Hồi xưa đó đây là một những ngọn đồi. Khi mà đập thủy điện lên thì những ngọn đồi cao bây giờ gọi là đảo. Nên cây rừng nó vẫn còn. Và anh rất thích thú rừng và cây rừng, anh muốn giữ lại đó để cho tất cả mọi người, bạn bè anh đều cùng hưởng. Thì cái ý của anh ở đây anh làm, nhiều khi em là người khách, thấy anh ngồi anh cuốc suốt cả ngày. Đúng rồi, em thấy anh làm việc suốt. Anh là trầm quá, tại sao giàu mà lại tiết kiệm thì anh lại có một cái suy nghĩ riêng của anh. Là anh đây là thay gì anh đi uống cà phê, anh đi đánh tennis, anh đi tập thể dục với bạn bè, tuyệt vời các bạn, anh mang đôi giày bata. Thì bây giờ ở đây là anh không mang đôi giày bata mà anh cứ trần trụi thế này giữa sương gió để anh chỉnh đất cho nó đẹp, thì đó cũng là thể dục, đó là trò chơi của em hỏi xíu nữa là cái khu vực này là thường là những cái loại khách du lịch nào hay là những cái loại hình hoạt động nào nó sẽ phù hợp với khu vực của mình anh Minh? Bây giờ anh sẽ làm lúc nào anh cũng đi ngược chiều. Ngược chiều đây có nghĩa là thuận chiều với ông bà của mình. Là những câu ca dao tục ngữ ngày xưa anh lấy làm gốc. Và những ông bà mình ngày xưa làm cái gì họ thích thì anh lấy làm gốc. Thì họ thích nhất là gì? Việt Nam có đặc biệt là lúa nước và nương rẫy của các dân tộc thiểu số. Thì bây giờ anh muốn cho tất cả mọi người mà họ đã có nhà xe hơi, nhà cao, cửa rộng ở chung cư, họ quay trở lại với thiên nhiên. Và một điều nữa, đây là hồ. Nên anh mọi loài người thích nhất là làm sao mà không đi trên mặt đất mà làm sao mà chui được xuống nước. Thì họ mới đã. Thì đây là có hồ. Rồi còn một thứ thích nữa là hỏng chân trên mặt đất. Thì ở đây cái dự án của anh là lớn nhất là tất cả bạn bè. Vừa rồi tụi anh là cùng với nhau mở được Hiệp hội bay Việt Nam. Được Sở Văn hóa Du lịch Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và lấy Hoa Lư làm tụ điểm. Thì anh nhiệm vụ bây giờ anh ở khu này là cho những người bay rất là thuận lợi. Thứ nhất là mặt nước thì cái nhiệt độ nóng, hơi nóng của mặt nước lên nó đều, nó không làm cho bị thổi lên thổi xuống. Còn điều thứ hai nữa, tránh bớt đi tai nạn. Nên anh lo anh dọn dẹp cho lẹ để bạn bè anh ra đây trên bầu trời này những cái chiếc dù nó bay ở cuối tuần để cho các bạn đến. Thường cái khu vực này là tháng mấy hay là như thế nào là đẹp nhất anh Minh hả? Tại vì anh thấy hiện tại là nước nó hơi cạn. Đúng rồi, có nhiều người thì nói là lúc này tôi mới ra chụp hình tại vì nó lòi những gốc cây và những bãi sỏi đúng rồi em. Còn... thấy hôm qua em có ghi lại rồi đúng rồi em cũng là cũng thích đúng còn rồi, có nhiều rồi. Người á thì khi mà nước đầy lên á thì chụp mùi hoa điên điển và trên mặt nước nó trong xanh rộng mênh mông thì hình như anh ở đây mùa nào anh cũng thích tại vì mỗi mùa nó có khác nhau cái đẹp của nó. Ok như vậy thì các bạn nha, mỗi mùa nó đều có cái đẹp riêng hết. Thì các bạn cứ thích cái mùa nào các bạn đi tới mùa đó, anh Minh sẵn sàng phục vụ các bạn. Tôi sẽ hát tặng cho các bạn một ca khúc
mà tôi đã viết để ca ngợi cái khu này. Khu này thuộc về khu bảo tồn của tỉnh Đồng Nai. Rừng gọi nắng, rừng gọi gió, rừng gọi mây, rừng gọi mưa về, cho xanh non trồi lá rừng cây, cho đàn chim về xây tổ ấm. Rừng gọi núi, rừng gọi sông, rừng gọi ngựa quỳ về uống nước dòng sông. Mà đà ơi, mà đà ơi, hay quá các bạn ơi. Rừng lại hồi sinh khi không còn chiến tranh, sắc lá xanh hơn khi không chặt phá rừng, thiếu tiếng chim ca rừng càng thêm hoang vắng, không tiếng hồ gầm rừng mất cả linh hồn. Mưa gió ảo lên cùng với rừng than thở, gọi lòng người hãy yêu mến rừng xanh. Rừng thiêng ơi, mà đà ơi. Lúc nào tôi cũng đề cập đến rừng. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Nên tôi không muốn các bạn phải chặt cây rừng. Và ở đây tôi không có đốt lửa trại. Tôi cấm đốt lửa trại là tôi bảo vệ cây rừng tối đa. Nhưng tôi sẽ làm những cái bãi cắm trại cho các bạn. Ở đó có nước, có nồi, có chén và có củi, để cho các bạn biết trân quý cái khúc củi để các bạn nấu cơm. Vâng, em cảm ơn anh. Trên đảo này. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, như vậy thì các bạn sắp tới các bạn cứ liên hệ với anh Minh để mình có thể được những cái ưu đãi tốt nhất ở khu vực này. Cảm ơn các bạn. À, bây giờ tụi mình sẽ lên xuồng để đi về. Hẹn các bạn một ngày không xa thì chúng ta có thể cùng đi chơi chung với nhau nha. Bye. À, cầm súng chạy xuống liền, nắng quá anh Tần ơi. Rồi các bạn ơi, hôm nay ngày về là chúng mình lại phơi nắng thêm một lần nữa. Ngày đi thì phơi nắng một lần rồi, ngày về phơi nắng một lần nữa. Lý do. Lý do là quên chìa khóa. Hiện tại là không có chìa khóa để không thể nào mà khởi động cái động cơ được, nên giờ phải đứng đây chờ. Mới có chìa khóa em đừng có đem lên bờ, em biết không, em tìm trong chiếc tàu giấu á sức, tìm cái làm giấu vô. Ok, thì bây giờ là phải đợi thôi. Rất là nắng nha các bạn. Thật là khủng khiếp.